căng thẳng thương mại Mỹ-Trung vẫn chưa có hồi kết. Kinh tế toàn cầu đang đứng trước những dấu hiệu cảnh báo suy thoái. Nhiều nền kinh tế đang dự đoán hạ tăng trưởng. Việt Nam sẽ cần làm gì trước những tác động này? Góc nhìn của ông Nirup Sapu, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam và khu vực ASEAN. Đầu tiên, chúng ta hãy nói về báo cáo mới nhất của Ngân hàng Standard Chartered. Dự báo tăng trưởng của Việt Nam ở mức 6,9% trong năm nay, và Việt Nam tiếp tục trở thành nước phát triển nhanh nhất trong khối ASEAN. Vậy động lực nào thúc đẩy tăng trưởng? Chúng tôi ước tính kinh tế Việt Nam sẽ tăng gấp đôi trong 10 năm tới, có nghĩa là Việt Nam sẽ có kích thước như nền kinh tế Singapore trong một thập kỷ nữa. Lĩnh vực sản xuất có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI là động lực tăng trưởng chính. Tổng lượng vốn thu hút đã đạt mức 19 tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái và kỳ vọng tiếp tục duy trì trong năm nay. Ngoài ra, Việt Nam còn có một lực lượng lao động trẻ và lớn mạnh khi được đào tạo bài bản hơn. Cùng với đó, lĩnh vực hậu cần và cơ sở hạ tầng đều đang được cải thiện. Vậy các doanh nghiệp Việt Nam cần làm gì để tận dụng cơ hội này? Hiện không chỉ có các doanh nghiệp ASEAN đổ vốn đầu tư vào Việt Nam, mà các doanh nghiệp Việt cũng đang vươn ra thị trường khu vực này, trong đó có khu vực dịch vụ công nghệ phần mềm. Vậy các doanh nghiệp Việt cần nâng cao hơn nữa tính hiệu quả trong công việc, chẳng hạn bằng cách kết hợp kỹ thuật công nghệ để tối đa hóa dây chuyền sản xuất. Ngoài ra, cần biết cách lồng ghép nền tảng thương mại điện tử trong các chiến lược thị trường toàn cầu. Cuối cùng là xây dựng cơ chế quản trị doanh nghiệp vững chắc để cạnh tranh trên sân chơi quốc tế. Trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung tiếp tục nóng lên, khi Mỹ đe dọa sẽ áp thêm thuế lên số hàng hóa còn lại của Trung Quốc và nguy cơ một cuộc chiến tranh tiền tệ có thể xảy ra. Vậy Việt Nam cần chuẩn bị gì để tránh những tác động tiêu cực từ những yếu tố này? Trong ngắn hạn, Việt Nam sẽ được hưởng lợi khi nhiều doanh nghiệp quyết định chuyển dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc. Tuy nhiên, do Việt Nam là một nền kinh tế mở, thế nên nếu có bất kỳ lo ngại nào về tăng trưởng toàn cầu, về thuế quan hay về chuỗi cung ứng thương mại, thì nhiều khả năng Việt Nam sẽ không tránh khỏi các tác động tiêu cực trong trung hạn. Do vậy, Việt Nam cần tập trung vào đa dạng hóa các nguồn hàng, bao gồm cả xuất khẩu lẫn nhập khẩu, và trở thành một địa điểm đầu tư hấp dẫn, không chỉ công nghiệp hóa theo hướng xuất khẩu, mà cũng nên tập trung vào các ngành nghề khác có thể mang thêm giá trị cho Việt Nam. Xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc phỏng vấn với VTV24.